So last time we learned about production of the perm, and when we consider the perms independently, so the perms consider the market, but they make decisions without considering the strategy of other competitors. And so we have some important to us decisions of the firms. What are the decisions? No. Some important decisions of the firms. We learned in the previous chapter. They have to put decisions on. First on quantity of production to achieve the objective of revenue or profit. So we will go from the objective of the firm. They have economics objective and non-economics objective. And two most important economics objective is revenue and profit maximization. From that, they have to organize their production, organize their operation from using the scarce input to produce the output. And then after getting the quantity, they have to make decisions on the price. And the firms make all these decisions independently. So for maximization, they always choose a quantity of the level at which for maximizers for profit maximizations, the firm will choose the quantities of productions at the level where MR equal MC, okay? And for maximize their revenue, they will choose across the quantities that which marginal revenue equals zero. Or if you recall the chapters of demand, supply and market, is the maximized revenues maximization rule can be achieved at the point where elasticity, yes, the value, the absolute values of price elasticity equal one. You remember? Yes, when the price elasticity is higher than 1. The absolute value is higher than 1. When the firm wants to increase their revenue, they should decrease the price to get higher quantity. But when the absolute value of price elasticity is smaller than 1, they for the purpose of getting higher set revenue, they should increase their price. And at the point where the price elasticity, the absolute value of price elasticity equal 1, they have the maximizations of revenue. So revenue maximizations can be achieved as the point where price is the absolute value of the price elasticity equals 0 or it equals 1, or at the point where marginal revenue equals 0. So that's how the firm makes decisions independently. But in reality, the firm wants to set the price when and they consider the point where MR equals MC. But in reality, they have to consider the competitors in the market, especially in the markets of monopolistic or oligopoly, that they have to specially examine those other competitors' strategy, especially the compares the price, their strategy on pricing. So that's why we have this chapter
is about the game theory and asymmetric information. Because the game theory, we will make a comparison, will make decisions not independently, but in the relationship with the strategies of that firm. So any choice of your companies will be influenced of others, and you want to make the best decision. Consider others' decisions on the same issue. For example, when you have to make decisions on increasing or decreasing your price, your product's price, you will consider if you increase the price, will your competitor increase or decrease their price? And the outputs, the outcome of those choices, what will be the outcomes of that choices before coming to the final decisions of the quantity or the price? So that's about the game theory. So first, overview about game theory. And game theory will have a close link with asymmetric information, because you make decisions in the context of others' competitors' strategy consideration. So if you have more information, the more information you have, the better decisions you can make. But in reality, you see that's the situations of asymmetric information that happens quite often. It's not only between the competitors, but sometimes game theory can be applied beyond the competitors with each other, but it can be applied in the case we have two sides, two parties in a transactions with sometimes with parallel as well with conflict interests. Not only Viettel with Mobifone or Vinaphone, but it may be the Viettel with their customer, because they may have the interest conflicts with each other. Or if you sign an insurance contract, it will be the game theory between the insurance company with the customer. And if you buy a product, it can be the game theory between the buyer and the seller. So not only among the competitors alone, it can expand it to other fields and other type of transaction. So asymmetric information can be about the reputations or standardizations on market signaling, and this will have a great impact on the final decisions of the firms in choosing their strategies. Our learning objective, upon the completion of this chapter, we hope that we can apply game theory to mutually independent business decisions. You see that this is the key words of this chapter, mutually interdependent. So any choice, any decisions of our firms will be have influence and be influenced of from others. So mutual interdependence. And you will explain the games called Prisoner's Dilemma. So this is a very famous case. And whenever we talk about game theory, the first example comes up into our mind is the Prisoner's Dilemma. And we use the concept of the dominant strategy to show how auctions can help improve the price of the seller and why it's still benefiting buyers. So we will have many types of games, and dominant strategy, dominant game is one of the first we will mention. And we analyze the asymmetric information and understand the concept of adverse selections or moral hazard,
Have you heard about the moral hazard? Have you heard about this term? They use quite often, not only in economics, this is in everyday life. Moral hazard is a situation when you know about your action can have a negative impact on another, but you still do it in the sake of your benefit. Mm-hmm. So sometimes they may argue stuff they don't understand, but it does not the case. It's not be the case. You may see that when some bank in Vietnam go bankruptcy, many depositors they come to the bank and they ask the bank about giving them back the money, and they claim that they confident on the bank's abilities to pay back, but the bank go bankruptcy and the bank have to should have a responsibility to compensate for them. But you see that almost the banks that go to the bankruptcy, they always, in most cases, they will increase their interest rate. And even we care about the risk of losing money, but we see the higher interest. So we see the risk and we see the interest, but we always think that the bank will buy insurance from the central banks or other financial institution or even international institution. And we think that even when the case the banks have some problems, we still can't withdraw our money. So that's the kind of hazard, moral hazard. We know the risk, but we think that even when the worst situation, we still can take back our money and we deposit to the higher interest rate bank instead of the lower one. So why didn't you deposit to the BIDV or agricultural bank? Must you choose the bank with higher interest? It's the same like bonds. You may make arguments, but still, it gives in your thinking. You know about the risk, but you still be appealed by the higher interest. That's why one of the arguments that some expert claim about the case of bankruptcy, they advise that the government, the central bank, should let the bank with that would not work well go bankruptcy. And the depositors have to partly responsible for their action. So they should not be compensated all the money they deposit to the bank. So that's a kind of moral hazard. And we will try to explain to how market signaling can help Asians make better economic decisions when the asymmetric information exists. That's our learning objective. So first about the game theory. So as I have raised the questions from the beginnings of our lesson, when we talk about the behaviors of a firm and we talk about the firm's economics optimization, that the decisions may make independently, not in a mutual relationship with others.
So if there is that kind of optimization has to shortcoming when it's applied to the actual business situation. First, we assume factors such as the competitors or the customer behaviors, customers' taste or customer preference unchanged, with the assumptions of the other things being equal. And the second, the managers sometimes make decisions when other parties have more information about the market's condition. So we just, for optimization decisions, we only consider our situation. Or sometimes with the reactions of the customer or the price of the market as a whole. But in the case, in reality, not only the customer, but about the other competitors, our suppliers, and many other stakeholders related to the supply chain and our production. So that's not the optimization. It's the ideal situation, but it doesn't happen in reality. That's how we talk about the overview of the game theory. So it's concerned with the how individuals make decisions when they are aware of their of actions affect each other, and when each individual takes this into account. So this brings not the actors well known about the how influence their actions may have on others and how others' actions may have influence on them. So that's why that's the way we express mutual interdependence. Some fundamentals aspects of a game theory. We have a players are interdependent, and for any players participating into a game, we will have they play with each other. So they will have alternative options, and they have move like a game like playing chess or other type of games. Two parties will have movement, so they can move this or that direction. So they have alternative solutions, alternative options, and any actions of them, any change in their behaviors will call that their move or their movement. And we have uncertainties. Other players' actions are not entirely predictable. So we always have to list possible outcomes or possible payouts of any games to know that we like playing a roles game, that we set our situation, we put ourselves in the other situations and think like other competitors think. We have some type of games, sum zero and non-zero sum, a cooperative or non-cooperative of two persons or any person. So cooperative and non-cooperative. This is shown clearly in the oligopoly. Do you remember the characteristic of oligopoly? Few dominant. Yes, few dominant. So the market power focused on a small group of firms, and they can be based on the differentiations of the standardized market. In the case of standardized, they have to make sure that's the dominance. They have the dominance in the market. So, I think zero sum is, the other one is sort of zero sum, but I don't know what is
non-zero sum means to pay us win-win. Yes, so someone's one competitor can gain something, but not for the exchange of others. So others do not have to give up some things for one company, for their competitors. So we assume that two competitors in the market, so the gains of R is not equivalent to the loss of B. That's the case of non-zero gain. So it's a better situation in the market, not about the trade-off. The one's trade-offs become the benefits of others. So from cooperative and non-cooperative, cooperative means that the participant will coordinate with each other. They coordinate with each other to dominate or to control the market. Yes, so you see that in the case of Pepsi. If Pepsi and Coca-Cola coordinate with each other and they manipulate the market, they won't be a type of cooperative game. But in case Pepsi and Coca, they are independently, when they make decisions, they don't know or they don't have any compromise with each other. So they make their decisions independently. They, of course, they have to find out the other strategy and other possible actions, but it's not legally or it's not publicly. So that's the kind of non-cooperative. You can get some efforts, effectives of a cooperative game. Can you list maybe some adverse impacts of a cooperative game? What happens if Pepsi and Coca-Cola always cooperate with each other, or they sell Mobifone and Vinaphone? Yes. Yes, the price will go up, or they will control the price. And it will at the expense of the government and at the expense of the customers. So if they always cooperate with each other in a non-cooperative game, this may lead to some debt weight loss in the markets. In that case, they will become monopoly. Okay, and when we learned about the monopoly, we talk about one of the negative impacts of the monopoly for the markets is the dead weight loss. It means the whole society's benefits will mess down the case of perfectly competitive markets. And that's why last time we learned about the monopoly, we talk about the price the government controls on the markets. They can set the ceiling price, okay? Or sometimes floor price. But for monopoly, it's the ceiling price. That's only us that allows the firms can make transactions only at the ceiling price or any level below it. So that's why if oligopoly play a cooperative game, they have a high probability to become a monopoly. So in some country, that kind of cooperative can be executed by the law. This is the most famous, the prisoner's dilemma. Now, this is how we give us some assumptions for this game. Assume that two suspects, two thieves are stolen, and they are executed as the
suspected, no? Suspected. Yes, two suspected. Yes, for stealing money from the bank. And for these two suspected, the authority agency will have to make them give their confession. But how to make they confess about their behavior, their action? So, this game, we have two person, and it's a non-zero sum. Non-zero, it means that it's once of the confessed, the suspectors give their confessions, which will have impacts, and it's not zero impacts on the other. And they always has a dominant strategy. Dominant strategy, it means that they always can choose the best decision, whatever others strategy, whatever others action. So, and for example, for the suspect one, you see that they have two choice. One is to confess, and the other is not confess. Similarly, we have a suspect two. They have one choice of confess and the others of not confess. And so suspect two confess, not confess. And suspect one confess and not confess. So for each box, we have the choice of two. So the police will give them some option. So the options that if they won't talk with the suspect one, that if you confess, you will get fast. If you confess and the suspect two confess, you will have 5 years punishment. But if you, in the case you not confessed and the suspect to confess, you will get 14 years in prison and the others only 1 year in prison. So the case you may confess, you get 5 years of prison. If you not confess, the second situation is that if you not confess, so 1 year suspended and 14 years in prison. So for the case, the best case here is when two not confess and one and two each will receive 18 months in prison. If you are advisor, what's the advice you will give to these two suspectors? Confess or not confess? Now, if both confess, each will receive 5 years. If both not confess, so cooperate with each other and don't give any, don't say any words about their action. Each will give 18 months. Okay. The two left situations is one confessed and the other not. So the ones that confess will give 1 year suspended and the others will give 15 years. Okay, so if we are observers, what advice we will give to these two prisons? Confess or not confess? Not confess. Yeah, not confess. Because in that case, the two will receive the case that matters for the two. That's only 18 months. Okay?
Yes. So total so for us, the words to be observed as the outsider, and we give them the advice, we comment on their action. But as the consultant, they think different. One will think that if we not confess, we may have a risk of receiving 14 years if the other betrayal. Okay? And we don't believe about the others. We're not sure about if the others will confess or not. So for the sake of ourselves, for the sake of each thief, the criminals, what does he do? I think they confess. Because when they confess, the worst situations will be 5 years. Okay? And the better situations will be 1 year. So that's the dominance. So each suspect here has the dominant strategy. Because if they confess, we can see that they will be the winner in this game. Even any choice of the other, despite any choice of the others, the other confessed or not, he will still the winner, because the highest punishment for him is 5 years instead of 14 years in the case the other is the betrayal. Okay? So in this game, each player has the dominant strategy. So strategy, it means they will still get the best decision, best solution, or the outcomes. Regarded the others, the competitive strategy, because that's the dominant. And so in this game, in reality, you see that the police always separates the two criminals too, and they will ask the question independently. And in most cases, the two will confess their action. And because no one can have enough confidence on others' behavior. That's the kind of game. Thì hôm nay mình thấy rất là phổ biến, đúng không? Thế nên là khi mà thẩm vấn tội phạm thì kết quả cuối cùng là gì? Ai cũng đều khai hết. Bởi vì cái khai là chính là cái dominant strategy của họ. Nếu mà khai ấy, thì họ sẽ bị cái mức cao nhất ở đây chỉ là 5 năm thôi. Thế trong khi họ không chắc được nếu hai ông mà có gì? Có cái thông tin đầy đủ với nhau và hai ông cam kết với nhau là gì? Là không khai thì cả hai ông chỉ 18 tháng thôi. Thế nhưng mà một ông không thể chắc được rằng là nếu mình bảo mình không khai nhưng nhỡ người kia nó khai thì sao? Thế và công an thì bao giờ thẩm vấn họ cũng nói với tên tội phạm còn lại là gì? Ông kia khai rồi. Thế nên nếu như mà ông không khai ấy, thì là gì? Ông kia 1 năm còn ông 14 năm. Thế còn nếu mà ông mà cũng khai ấy, thì ông chỉ còn 5 năm thôi. Thế nên cuối cùng tất cả đều nhận tội hết. Bởi vì họ không có đủ sự tự tin vào ở trên. Cái đấy thì mình không biết. Cái đấy thì tùy vào nghiệp vụ của công an thôi. Mình không có nghiệp vụ nên mình không biết. Đấy. Nhưng ở đây người ta chỉ cần tìm bằng chứng thôi. Như là có cái trò chơi, một số cái trò chơi. Không biết các bạn có xem game show. Một số cái game show của Mỹ ấy, nó có những cái trò chơi mà người ta bảo là thực ra những cái chương trình truyền hình đấy ấy, là họ hút khách. Nhưng mà có một số chương trình thì họ còn bị chỉ trích bởi vì những cái nó rất là thiếu đạo đức. Tức là họ cảm thấy thế, tức là nó làm cho con người ta đến lúc đấy người ta không còn hành động một cách rational nữa. Thế nên là nhất là những cái mà vào cái bước cuối cùng, ví dụ là chơi game ấy, và cuối cùng là nếu như bây giờ mà người ta cho hai ông thỏa thuận với nhau ở bên ngoài,
Và người ta quay lại tất cả những cái cảnh thỏa thuận đấy. Thế xong rồi hai ông cam kết với nhau, hoặc là hai ông thỏa thuận với nhau là gì? Nếu ra thì tôi sẽ, ví dụ tôi chọn cái này, anh chọn cái kia. Nhưng mà cuối cùng ra thì bởi vì người ta luôn có đông nên mình strategy là cái lựa chọn của người ta ấy, ví dụ người ta chọn được ấy, là nó sẽ luôn luôn là được, bởi bất kể là anh kia chọn gì. Đấy, cái dominant tức là mình sẽ luôn luôn có lợi bất kể anh kia chọn gì. Thế nên là đa số người ta ra người ta sẽ chọn đấy. Và cuối cùng có người ra chơi cuộc thi, những người mà gọi là đôi lúc yếu lòng một tí ấy. Thế là đấy, và ra người ta cảm thấy rất là hối hận. Người ta bảo là tại vì tôi đã tin tưởng cái kia, tôi đã thế này cái kia, thế nên là không đủ lòng tin với nhau. Thế hoặc là có những cái games mà lên đấy xong người ta có thể gọi là tan cửa nát nhà, bởi vì là họ có cái máy phát hiện nói dối. Tức là những người lên đấy thử thách cực độ luôn, tức là có máy phát hiện nói dối và mình lên các cái câu hỏi mà càng về sau mà càng khó ấy, thì cái mức tiền thưởng càng cao. Tức là có cô bị dạng thất nghiệp ấy, thế là cô mới đi đến cái trò cái chương trình đấy để kỳ vọng là mình có thể thành triệu phú. Thế nhưng hỏi cái câu mà sau đấy là cực kỳ là khó trả lời. Ví dụ như là hỏi nghe là gì nhỉ? Cô đã bao giờ ngoại tình chưa? Nhưng mà đã trả lời sai là nó phát hiện luôn. Nó có máy phát hiện nói dối. Thế và cái lúc đấy những người ta lại bị quá là bị hấp dẫn bởi tiền thưởng. Và ông chồng ngồi ngay dưới. Đấy, thế nên là người ta mới trả tiền rất cao. Tức là anh lên đấy anh chỉ có lên và anh chơi một cái trò chơi thôi và anh cầm tiền về. Đúng không? Thế nên là đấy là cô ấy gọi là gì nhỉ? Nước mắt ngắn, nước mắt dài nhưng chẳng phải là kiểu như vậy. Mà nếu mình có cách trả lời khác kiểu sang hơi hôm nay một chút thì chồng tôi là người đầu tiên của tôi. Không nó không ngu như thế cả. Tức là nó thiết kế những cái trò chơi đấy không phải để mình trả lời đấy, mà mình trả lời là có hoặc không. Đấy, trả lời có hoặc không, thế sau đó mà mình có giải thích cái gì thì đấy là sau. Nhưng mà nó có máy phát hiện nói dối. Thế và có những trường hợp người ta còn kiện cái trò chơi đấy, là cái diện ban tổ chức ấy, vì cái tội là gì? Tôi bảo cái câu trả lời của tôi là không có, tức là ví dụ hỏi cô có thế, cô bảo tôi không thế, nhưng mà máy phát hiện nói dối nó bảo là cô nói dối, và đương nhiên là cô ấy không nhận được tiền thưởng. Thế mà cô ấy kiện, nhưng mà những cái chương trình đấy người ta thiết kế không phải để cho mình kiện, bởi vì trước khi đó là người ta đã bắt mình cam kết rồi là anh phải tin vào cái máy nói dối, và nếu cái máy phát hiện nó, và nếu như trường hợp mà anh phát hiện ấy, người ta phát hiện ra thì anh phải chấp nhận kết quả đấy. Thế xong rồi có người còn bị hỏi câu không, mình xem cái câu đấy, thế cuối cùng cô ấy là người nhận được cái phần thưởng ở mức cao nhất. Nhưng cái câu hỏi, những câu hỏi cuối cùng cô ấy dành cho cô ấy là có phải là bố cô đã từng có mối quan hệ bất chính với trẻ vị thành niên không? Kinh khủng luôn ấy. Thế và cuối cùng câu trả lời của cô ấy là có. Ông bố ngồi ở dưới. Vấn đề đấy chính là câu chuyện đấy. Cái câu chuyện ra bảo nếu như vậy ấy, là thực ra ông bố là vi phạm luật, là có tội đấy. Thế nhưng mà sau thì người ta cũng tức là giải thích như nào đấy, thì cái câu chuyện là ông ấy có bị truy tố hay không thì là cái câu chuyện khác. Nhưng mà cũng tức là người ta cũng nói một số lý do, và ông bố thì sau đấy thì mới nói lại còn cảm ơn con gái, là bởi vì là gì nhỉ, là vì là cái vấn đề này ấy, là cái vấn đề là tức là ông ấy đã giữ tao rất là bao lâu, và ông ấy bản thân ông cảm thấy rất là day dứt, nhưng mà ông ấy không dám nói ra, và bây giờ khi lấy ra rồi thì ông ấy nói thấy thật là nhẹ lòng. Thế nhưng mà đọc những cái câu bình luận của những khán giả, những người xem ấy, thì thấy tổn thương kinh khủng luôn ấy. Tại vì người ta bình luận là gì? Thôi ông bố đành vậy rồi, về chia tiền thưởng với con gái thôi. Kiểu vậy. Thế thì có một số cái game nói chung là nó cũng đấy. Và tất nhiên những cái người đấy thì có những cái người người ta cũng đại khái người ta cũng cũng khó khăn quá. Hoặc là đấy, nó cũng kiểu như thế. Tức là có những cái trò mà nó
Nói chung là nó nếu mà người ngoài mình làm những gì mình cảm thấy là không đúng, nhưng mà vấn đề là có người sẵn sàng, đúng không? Đấy, người ta đến đường cùng rồi thì người ta cứ có một cái giải pháp hoặc có một cái lựa chọn nào đấy nhoé lên, người ta nghĩ là người ta cũng không thể nào mà chấp nhận được. Hoặc là ví dụ như mình có body shaming ai đó thì mình thấy nó cũng chẳng có vấn đề gì lắm, đúng không? Đấy, nhưng mà ở một số nước thì họ thấy rất là nghiêm trọng. Thế và người ta đưa một cái cô rất là béo đấy, và cái đội mà mình nghĩ cái đội mà thiết kế họ cũng nghiên cứu rất kỹ về người chơi, thế nên họ mời đúng cái cô này đến đấy, và cô đứng trước mặt và hỏi ông kia là ông này là một cái người mà kiểu đại khái cũng chuyên, ví dụ như giáo viên này chuyên đi giảng về đạo đức đấy, thế xong rồi hỏi là anh đã từng body shaming bao giờ chưa. Thế cô đứng ngay trước mặt thì đành phải yes chứ biết làm thế nào, đúng không? Vì đấy chính là đối tượng mà cô anh ấy đã từng có những cái lời nói mà được coi là gây tổn thương như thế. Thế trong khi này một người này nó rất là tệ ở chỗ là một người có thể bắt đầu xuất hiện là một người rất là đạo mạo và rất là đạo đức ấy. Thế mà khi đến kết cục cuối cùng thì lại ngay nên có một số là phải bỏ dở dễ chừng. Nên cái game theory này thực ra nó sẽ bao giờ cũng nắm bắt cái liên quan đến cả đối thủ nữa. Mình chỉ nói là một số cái trò để thấy rằng là nó rất là check notes thôi, chứ còn với game theory này thì nó sẽ là cái vấn đề là người ta phải ra quyết định khi mà phụ thuộc vào cái hành vi của người khác, cái action của competitor mình có ảnh hưởng, và đó là mutual interdependent mà. Đấy, thành ra là như trường hợp cái mà hai cái người tù này là cái tình huống rất là điển hình. Đấy, trong thực tế bao giờ người ta cũng thẩm vấn riêng. Gì? Không. Cái này là người ta đấy, người ta đề xuất. Tức là đấy. Là gì nhỉ? Là cái anh cái người cảnh sát ấy, thẩm vấn viên ấy, thì người ta sẽ đưa ra cho các lựa chọn, người ta nói về đây tình huống này theo luật như thế này. Đấy, tức là nếu như mà anh ấy thì anh cũng chỉ gọi là quản thúc 1 năm thôi. Nếu như anh nhận tội mà cái ông kia mà không nhận ấy, thì anh chỉ được 1 năm, thế nên nó mới là dominant strategy, đúng không? Thế nên là tình huống mà mình nhận tội kiểu gì cũng tốt, bởi vì nếu như anh kia mà cũng nhận ấy, thì mình tốt nhẽ thì cùng lắm là mình 5 năm thôi. Anh đều có tội rồi. Thế còn như mình bảo là nếu trường hợp mà mình không làm đấy, mà mình quyết không nhận, thế nhưng anh kia cũng quyết không nhận, thì cái đấy nó là nghĩa vụ của cảnh sát thôi, cái đấy thì mình không biết. Tức là ý tức là ý anh là ví dụ mình không có tội thì là mình không nhận, đúng không? Mình không có tội, thế nhưng mà cũng có trường hợp, ví dụ nếu đây mình giả thiết thôi nhá, chứ mình không phải là công an nên mình không biết, nhưng có thể không có tội nhưng mà đến khi mà một số lần mới thẩm vấn, đến cái lúc mà người ta mệt mỏi quá rồi, thế mà thôi hay là cứ nhận đi, xong rồi ở cái mức là chỉ như thế này thôi, chứ ông kia lại cũng thêm, ông kia cũng nhận rồi đấy. Các bạn kia đánh mình thì đương nhiên đến một lúc nào đó mình bị kéo được, mình phải đánh lại, chứ đến lúc câu hỏi thì cuối cùng anh có đánh bạn, có đánh lại bạn không, thì câu trả lời là có, vì đến lúc đấy nhưng mà cuối cùng mình vẫn bị xử, mặc dù là mình không phải là người làm thương hay chuyện đấy, đúng rồi. Nhưng bạn ấy đánh mình đến lúc mình cũng phải gọi là cái tự vệ, nhưng mình phải đánh lại, thì cuối cùng là cô vẫn nói ra thế, là anh có đánh lại bạn ấy không, có, thế thì cuối cùng là anh cũng như bạn ấy. Anh thế là cuối cùng là mình xử như nhau đấy. Thì đấy chính là cái mà thực tế nó có giống như bài này. Cũng hơi khác. Thế cô nói anh phải ép cung còn gì nữa, và không, đây không phải là em cung, đây không phải là em cung. Anh Thắng có vẻ rất là ấm ức về nên là nhá, em ạ, người ta bảo là cái gọi là bullying ấy, tất nhiên anh Thắng thì như này chắc không phải bị bullying rồi, không phải nạn nhân rồi, không phải victim rồi, đúng không? Nhưng mà cái bullying ấy nó rất là, nó cái effort của nó là gì nhỉ? Cái thằng mà đi bắt nạt ấy thì thường nó không bao giờ nhớ, hoặc nó nhớ rất ít về việc nó làm.
Nhưng nạn nhân thì bao giờ cũng nhớ Huy. Thế nên nó gây tổn thương ở người ta. Thế cần được chữa lành. Vâng, không chính xác đấy. Thế nên là cái nạn đấy là nó làm cho như nói chung là cửa tâm lý của người ta nên kiếm nhiều thứ mình cũng không biết. Nhưng mà lại ngược lại thì cũng cho vay tiền của vâng, nhưng người cho vay thì nhớ từ đầu, nhớ từ nay. Nên là bí quyết của cho vay tiền ấy, đấy là mà người cho vay ấy ban đầu mình cảm thấy mình rất là khổ lực vì người ta đi vay của mình. Thế nhưng mà nếu làm chủ nợ là làm con nợ thì hãy làm con nợ đủ lớn vì đến lúc đó thì quyền lực sẽ thuộc về mình. Là nếu như không đối xử tốt với mình thì mình sẽ gì? Thì mình sẽ quỳ. Chính xác, tức là mình sẽ quỳ, mình sẽ không trả. Nên là lúc đấy thì người mà phải nói lời nhẹ nhàng ấy thì chính là chủ nợ. Thế nên nếu là con nợ thì hãy làm con nợ đi. Nên bảo là một số doanh nghiệp ấy tại sao mà rất khó cho họ phá sản. Bản thân ngân hàng cũng rất sợ, cũng chỉ mong nếu mà đi thăm hương thì cũng phải khấn cho họ vài câu. Bởi vì là nếu như họ có vấn đề thì mình cũng sẽ trở thành nạn nhân. Nên là mình nhớ ở về too big to die, đúng không? Để mình tra lại nhé. Có đấy, mình đã từng xem một hai ngày xong xong, thôi không xem nữa. Bây giờ mình phổ biến cho anh xem. Ừ, xem nói chung là nó không... Ừ, nhưng mà có vẻ như nó phát hiện đúng, mình không biết đâu. Nhưng người ta phải cam kết là đấy. Giống như mình đi vào bệnh viện ấy, nếu mà đến lúc mà mình làm những phẫu thuật thì mình phải cam kết là cái có vấn đề gì thì gia đình phải chịu trách nhiệm ấy. Thế thôi. Thế thì còn cái nữa, anh thắng ạ, trường hợp này không phải trường hợp hẹn cung mà là trường hợp này là... Không, nhưng mà mình cái thời điểm đấy bây giờ thằng nào cũng thế nhận. Còn không thì đúng không? Vẫn phải nhận. À, trước sau thì là cô bác là không là buổi học toàn thành phố. Cái gì chưa học đấy? Chưa học thường xuyên. Nhưng mà nếu mà đấy là nó bị cái là nếu mà không nhận thì có cái tiếng này có buổi học toàn thành phố và bạn kia thì là do là bạn ấy cố bạn ấy tài trợ cho trường thì kiểu đi du lịch kia các thứ thì cô phải em mình nghĩ là để cho trả tội cho bạn kia và mình cũng phải nhận đấy là mình cũng có mình hiểu rồi mình hiểu rồi nhưng trường hợp đấy thì không, trường hợp đấy có thể cũng có. Thế mà cô giáo lúc đấy thì họ cũng không đủ quyền lực để mà họ xử với bạn kia. Thế nên là họ đến viện đến cái việc của thế giống như hôm nay như mình với con mình đấy là con mình chính hôm nay xin lỗi các bạn một vài phút để nói về case study của mình. Nhưng hôm nay chính là con mình là nó khóc lóc của một phần như thế là bởi vì nó bảo mình là mình đẩy nó vào tình thế là mình lại phải đi giải quyết vấn đề của nó. À, nó phải đi giải quyết vấn đề của nó. Nó bảo thế xong rồi sau mình cũng thấy là mình sai. Rồi nó bảo là tại sao mẹ lại để cho con phải chịu? Tức là nó đã có bộ rồi và bây giờ nó muốn đi thi. Thế thì mình mới không bảo được, mình mới băn khoăn thì mình mới nhờ mẹ khác là đấy để trao đổi với là con mình. Thế nhưng mà bác kia thì bác ấy lại đang lại có thể bác quen nói với con nhà bác là con trai thì nó cũng mạnh mẽ hơn đấy. Thế bác đặt một câu hỏi rất dồn dập là thế con có chắc là con đi thi thì là con sẽ được hơn không, hoặc là nếu như mà con là không được đấy thì là rồi sẽ bị cái tiếng là sẽ như thế này sẽ như thế kia, rồi thậm chí là con không phải lớp đấy mà đến lớp thường con có khi cũng không bị thế này thế khác. Thế là nó bảo là đấy là quyết định của con và mẹ là người quyết định, mẹ vẫn là người quyết định là có cho con đi thi hay không. Thế thì tại sao mẹ đẩy cái trách nhiệm đấy sang là con? Thế và mình cũng thấy là mình sai và tự nhiên là nó lại trở thành cái người mà để đấy nó trở thành người quyết định và nó thêm nữa là nó lại bị kiểu như testimony đấy chứ phải điều trần testify đấy. Thế mình thấy cũng đúng. Cuối cùng chốt lại là mình vẫn cho đi.
vẫn cho đi sau một trận thắc mắc là mình cũng cho đi. Và cuối cùng thì là cuối cùng thì là nó bảo là nó muốn đi, còn mình thì cũng đồng ý, mình cũng approve và mình bảo rằng là đi thì cũng phải xác định là thứ nhất là mất học bổng, thứ hai là sẽ không vào được lớp chuyên, lớp chọn. Thực ra mình thì mình nghĩ là không, nhưng mà sau cuối cùng mình vẫn để cho con mình đi, tại vì mình cũng chấp nhận là nếu mà mất thì cũng mất, và nếu như có không vào lớp chọn thì học lớp thường. Nhưng mà nếu như nó cảm thấy rằng là nó mong muốn rằng là nó nghĩ rằng là nó có cơ hội và nó muốn thể hiện thì mình cho thể hiện. Mình nghĩ thế. Có câu chuyện đúng như đứng như cô, nhưng mà tuần trước thôi, con nhỏ nhà em nó khóc quý chị cho con nhỏ. Đúng thật. Xin lỗi các anh chị mà không có con khóc lắm, nên là chúng tôi xin được giải phóng. Thì cô quý mà mình cũng nghĩ là thực ra nếu cô có động cơ thì là động cơ trong sáng.
nay mình thực ra mình cũng không hay nghĩ cái phương xa lắm, nhưng hôm nay thì có một mẹ thì có bảo với mình là cô thì có phải đưa các cháu đi thi, bởi vì là các cháu đi thi mà giả sử các cháu có thành tích ấy thì đó cũng sẽ là thành tích mà cô cũng cảm thấy là cô đấy, cô có đấy, thế cũng hơi hơi thôi, nhưng mà mình nghĩ là cô này chắc không phải vì thế đâu, tức là cô cũng có ý là khuyến khích cháu thôi. Thế cũng không sao, nhưng dù sao kết cục thì cũng là khi rồi đang thi, lát nữa là về cái đi đó này, vừa đấy một phần là đến một là mình đi từ xa về, thế nhưng mà nhà mình hôm nay là cả không có ai ở nhà cả, nên là mình về đưa con vào phòng thi cũng là last minute. Người ta đang chuẩn bị đóng cổng, người đang làm mình cười lắm, nhưng mà thôi mình cũng ủng hộ, bởi vì sau này mình nghĩ là cái việc mà trẻ con học không phải trẻ con này, người lớn nó nên nó là một chặng đường rất là dài, nên là lớp 6 chưa là gì cả, mình cũng nghĩ kể cả trong trường hợp không phải vào học cũng được trẻ sợ lắm, nhưng mà nó biết được rằng là đấy nó là như thế, còn là một cái thì nhiều lúc một cái sự góp gác thì nó cũng chưa hẳn đã là điều tệ như con của mình. Nó cũng không nhiều lắm đâu, nó được khoảng 1.8 triệu, nó không nhiều, rủi ro không lớn, nhưng cái lớn không phải là cái đấy, mà cái lớn là ví dụ các bạn sẽ không được vào lớp số 1 nữa. Thế thôi, vì bạn vào đấy là vì bạn đang xét tuyển, đóng rồi hồ sơ xong rồi. Thế nhưng giống như mình đi thi mà nếu mà không đi thi nó sẽ bỏ cái, ví dụ mình được tuyển thẳng mà mình đi thi thì cái kết quả đi thi đấy sẽ là kết quả để xét thành vào trường mà. Cỡ lớp 6. Thế còn con nhà bạn mình phải học luyện thi chuyên mấy năm cấp 2 đến năm cuối thi chuyên ấy, tất cả lớp đỗ. Một mình nó không đỗ, nó căng thẳng nhá, nhưng mà nó là một đứa cũng rất là vững vàng. Thế và cái bọn mà thi chuyên ấy, nó không đỗ chuyên ấy, thì nó lại không vào, rất khó để vào lớp top 1 của trường thường. Đấy, thế nên là cuối cùng nó sẽ xuống một trường top 2. Và vừa rồi, năm nay này, nó nhận học bổng toàn phần của Mỹ, trường top 20 luôn. Con nhà bạn này. Thế bởi vì tức là cái năng lực của nó, tức là nó cũng tốt nhưng mà nó bị trượt. Nhưng có những đứa thì sau đấy là sẽ gục ngã, nhưng nó là đứa rất mạnh mẽ. Và sau đấy vào cấp 3 rồi nó chuẩn bị từ đầu, chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và nó không phải là đóng cho bản thân nó là đứa giỏi, chỉ có thi thi cử thì đôi lúc nó cũng có những cái thêm thu nhất định. Đấy, ví dụ như hôm nay con mình đi thi, một đứa thì khóc lắm, còn một đứa khác đi thi đúng hôm nay là đề khó. Hả? Còn thi sát ấy. Thi sát, hôm nay đề thi rất khó. Đấy là này, thi cử, không sao, vì đấy chặng đường nó cũng còn dài. Đấy, nhiều cái, các cái quyết định đã ăn thua gì. Thế nhưng bạn nghĩ là xem, cái quyết định đấy của mình ấy, dù sao nó cũng là cái quyết định giống như doanh nghiệp mà Economics Optimization. Tức là nó mới là quyết định phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Tất nhiên là đi thi thì cũng có một tí cạnh tranh, cũng có đấy. Nhưng mà mình chưa phải đến consider other competitor strategy. Thế còn doanh nghiệp họ cạnh tranh không phải chỉ mình ra quyết định. Mình lúc nào mà chẳng muốn MA bằng MC, đúng không? Thế nhưng mà điều đấy chưa chắc đã được, mình có phải mình phải sản xuất ở đấy hay mình đặt cái mức giá như thế đâu, đúng không? Mà bởi vì có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nên là mình lại phải gì? Mình phải consider cái chiến lược của người ta. Và như vậy cái quyết định của mình ấy sẽ phụ thuộc vào quyết định của đối thủ cạnh tranh. Mà không phải lúc nào mình cũng phải dominant strategy, đúng không? Không phải lúc nào mình được chọn như thế. Giống như là bài toán mà chọn nhờ cưới vợ hay không cưới vợ, nó phải mình cũng là dominant strategy đâu, đúng không? Không, anh thì khả năng là anh thì công thì sẽ là như này, gặp công thì sẽ vẫn là thằng là như ở đây, là các anh ở đây là như Đức, xin lỗi em
em ở đây là Đức cũng có thể là dominant strategy, bởi vì này này, Đức lại có thể là trường hợp mình học hai người chơi thôi là em và Đức chơi, đúng không? Thế nhưng mà cái option của Đức ấy thì có thể là trường hợp là cưới và không cưới, đúng không? Thế nếu mà trường hợp cưới thì cũng là dominant, đúng không? Thế và nếu mà trường hợp mà không cưới thì có thể vẫn là dominant, bởi vì Đức sẽ cưới người khác chẳng hạn. Đấy. Cô xin lỗi nhé, xin lỗi. Mà ai đó không em tên là gì nhỉ? Ừ, em Hoa dominant đi. Tức là Hoa có thể không cưới Đức, nhưng mà Hoa kể cả trường hợp mà không cưới Đức thì Hoa vẫn có thể là người chiến thắng. Đấy. Bởi vì là Hoa là dominant player, đúng không? Thế nên là Hoa có dominant strategy. Đấy, nên nếu mà mình muốn có dominant strategy thì ngay kể cả trường hợp mà chơi game với cả Đức, mình không cưới Đức thì mình cũng vẫn là người chiến thắng. Thì lúc đó tức là mình sẽ cái lựa chọn của mình sẽ tốt nhất bất kể người kia chọn cái gì. Đấy, nó là như vậy. Thế trường hợp thứ hai là so this is the case of oligopoly pricing using a prisoner's dilemma. So for two companies, A and B, and they have two choices: to set a high price or low price. So for the case for A, you see the truth, the choices of A will be on the left, on the triangle on the left. So 40 and 60. In the case of high price, they can have 40 or 60. And for company B, they high price and low price. So now, let's find what will be the choice of A and the choice of B. And what could be the solutions or the choice of both company from as outsiders. Forty or 20 represent the payoffs. So what they get, so higher means they gets a higher outcome. Sáu trăm ở đây có nghĩa là nếu như mà công ty A mà chọn là giá thấp và trong khi đó công ty B mà đặt giá cao thì công ty A sẽ thu được 600 và công ty B thì thu được 100. Đấy, cái này là gọi là payoff, là các cái kết quả. Đấy, trong cái ma trận này nó thể hiện các cái kết quả, và trong từng ô này nó sẽ thể hiện cái kết hợp lựa chọn của hai bên, và cái con số này sẽ là payoff. Đấy, trường hợp thứ nhất là nếu như cả hai công ty mà đều đặt giá cao thì nó cũng giống như trường hợp mà hai người tù ấy cùng khai ấy. Đấy, thì hai bên mỗi bên sẽ nhận được 400. Đấy, nhưng trường hợp mà cả hai đều đặt giá thấp thì cả hai bên mỗi bên nhận được 200. Đấy, nhưng trường hợp thứ hai, cái trường hợp này thì mới là nếu như công ty A mà chọn là đặt giá thấp và công ty B mà giá cao thì ở đây A sẽ được 600 và B 100, và B ngược lại như vậy. Tóm lại, anh nào mà đặt giá thấp hơn thì anh ấy sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Thế giờ mình thử xem là nếu có trường hợp mà hai công ty này mà có thể cooperate với nhau thì họ sẽ làm gì? Nếu như mà cooperative game, tức là hai bên có thể thỏa thuận với nhau. Thì họ sẽ chọn phương án này, high price, cả hai đều đặt high price, đúng không? Và như này là hai công ty mà dominance hoặc cái market power thì they will become the monopoly from oligopoly to đây. Thế nếu như trong trường hợp thì cái trường hợp đấy sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho cả hai bên.
và lúc đấy thì mình thấy là cái đấy rất là make sense đúng không? Thế nếu như họ oligopoly mà chuyển thành cái thì họ sẽ xét là cao. Và như mình thấy hôm trước monopoly đúng không? Là cái giá của họ là ở cái mức mà thị trường chấp nhận thôi mà đúng không? Nên họ sẽ giới hạn cái sản lượng và để đặt cái mức giá cao. Thế còn trong trường hợp mà anh hay này, non-cooperative thì ở đây sẽ liên quan đến việc là anh nào sẽ là first move. Nếu cả hai mà cùng chơi khác, và bây giờ trường hợp thứ hai là nếu như anh nào mà gọi là đi chơi, nếu chơi cờ mà được đi nước đầu tiên ấy, thế nếu mà bây giờ mình giả thiết rằng giả sử Nghệ An mà đi nước đầu tiên thì họ chọn gì? Thì A sẽ chọn low price ngay. Và nếu mà A mà chọn low price thì cái chiến lược tốt nhất cho B là gì? Low price. Và như vậy là cả hai em này sẽ gì đấy, kết cục sẽ là ở chỗ này đúng không? Đấy, kết cục sẽ là ở chỗ này. Cuối cùng là cả hai em đều gì? Đều lợi ích. Nó cũng chính như nó cũng như là hai ông tù cái kìa. Đúng không? Nếu như anh nào ở đây hai anh này đều có dominant strategy. Thì dominance của anh ấy, anh A cũng thế thôi, là anh kiểu gì anh cũng sẽ ưa thích là gì đấy. Không, anh A anh ưa thích low price hay là high price? Nếu mà anh ấy là low price thì anh ấy trường hợp mà anh ấy high price thì anh ấy hơn đúng không? Và nếu mà trường hợp mà anh ấy trường hợp mà tệ nhất ấy, thì anh ấy cũng gì? Cũng không phải bị đến cái trường hợp mà bị high price là có thể xuống đến 1 này, 100 đúng không? Thế nên là cái high low price chính là dominance của anh ấy. Dominance strategy nên anh ấy sẽ chọn. Nên anh nếu là first move anh ấy sẽ chọn. Thế và hai anh sẽ gì? Nếu mà non cooperative thì hai anh sẽ đều vì lợi ích của mình và cùng gì, và cùng đặt giá thấp đúng không, và cùng đặt giá thấp thì cuối cùng đây là lợi ích của các anh ấy. Này, thực tế nó giống như trong tuần vừa rồi ấy, thì nên khoảng tỷ cái đô cũng được tăng lên rất là nhiều, thì tùy công ty có thể là tăng nước trong mưa là tăng giá lên thì tỷ cái đô tăng, nhưng nếu mà ông nào giữ được cái giá không tăng thì ông sẽ là thì ông lại có khách hàng giá lên thì lúc đấy ông sẽ bị được là những gì đúng rồi, tức là anh tăng giá lên nhưng mà anh kia nếu như anh kia mà cũng tăng đấy, vấn đề là nếu mà anh tăng và anh kia cũng tăng thì cả hai anh đều được lợi, nhưng mà khổ nỗi là gì, anh tăng nhưng mà anh kia anh lại không tăng, thế và lúc đó thì mình tự nhiên cái chiến lược của anh kia lại trở thành chiến lược áp đảo, cái dominant strategy là chiến lược áp đảo. Đấy, nên là nó lại còn hành vi của mình lại còn tùy thuộc vào anh kia. Thế nên là nếu mà trong trường hợp mà phải lựa chọn là giá cao hay là giá thấp, và tất nhiên người ta phải biết được các cái payoff này, thế nên người ta mới đến cái đoạn mà sau mà mình học là tại sao lại phải là asymmetric information, tức là thông tin bất đối xứng. Là gì? Anh A có thể có nhiều thông tin của anh B, nhưng anh B lại có ít thông tin hơn. Thế nên nếu như thông tin và đối xứng các hai anh đều biết về nhau thì các cái mood của họ sẽ khác. Nhưng nếu như mà anh này biết và anh kia không biết ít thông tin thì là, nên người ta mới nói là cái asymmetric information không phải chỉ là giữa competitor đâu, mà như là khách hàng với cả người bán hàng cũng là một kiểu asymmetric. Ví dụ mình ra chợ mình mua rau như thế thôi đúng không, rau người ta bảo mình là organic, thế nhưng vì asymmetric nên là mình đâu có biết là nó thực sự là organic hay không đúng không. Giống như mình mua ở cửa hàng ở hệ thống của Vin, thế nhưng một ngày đẹp giờ mình biết Vin hóa ra cũng lấy rau từ chợ, ví dụ như vậy, nguồn gốc cũng không đảm bảo, và đấy chính là một dạng là asymmetric. Thế nên là cái can thiệp ấy, khi mà thị trường, khi người ta điều tiết thị trường thì một trong những cái người ta điều tiết thị trường là minh bạch, và cái sự minh bạch đấy nó làm giảm cái sự bất đối xứng về thông tin, bởi vì cái bất đối xứng về thông tin nó có thể mang lại lợi ích cho người này nhưng lại làm thiệt hại đúng không? Nếu mà xét tổng thể, thế giờ nếu người ta chỉ nhìn vào cái ngành thôi thì có thể cái bất đối xứng thông tin đấy nó mang lợi ích cho cái ngành, nhưng nếu ở góc độ tổng thể hơn là toàn xã hội ấy, thì cái ngành đấy lại đang lấy của gì, của customer. Thế người ta sẽ nhìn theo góc nào. Thế thành ra là đợt gần đây đang mới nói nhiều về blockchain và các thứ ấy, thì cái ưu điểm của blockchain là gì? Thông tin không thể chỉnh sửa, nó rất là minh bạch. Tức là bất kỳ một cái động thái nào của anh thì tất cả cái chuỗi, cả hệ thống, tất cả đều viết được hết ở trên đấy rồi.
chẳng hạn như em có chỉnh sửa gì tất cả mọi người đều biết đúng không? Thế như là nông sản cái gì đấy mà QR code mình check QR mà ngày là mình biết ngay tất cả những cái thông tin từ 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 vườn cho đến bàn ăn đúng không? Và như vậy là thông tin nó trở nên là đối xứng ở đây, cân xứng ở đây là đối xứng là cả về phía khách hàng và người và công ty và doanh nghiệp. Thế mình cũng không bị asymmetric nữa. Thế nên cái asymmetric nó sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của các cái doanh nghiệp này. Thế nên là các doanh nghiệp vì là họ cạnh tranh với nhau. Thế nhưng nhà nước thì sao? Nhà nước sẽ ủng hộ cái, nếu như bây giờ mình đặt vào oligopoly thì nhà nước sẽ ủng hộ cái là cooperative hay là non-cooperative game. Nào ví dụ bây giờ các hãng hàng không đúng không? Ừ. Thì nhà nước sẽ ủng hộ cái việc mà họ cạnh tranh với nhau hay là họ cooperative với nhau. Tức là họ cạnh tranh với nhau nhưng mà kiểu là trò chơi hợp tác đấy hay là không? Nó phải là năng cooperative chứ. Ừ, và phải duy trì cái năng cooperative đó. Bởi vì năng cooperative thì có thể cái sự lựa chọn của cái cân bằng của họ sẽ ở đây này. Lựa chọn này là ở đây. Ừ, chứ không phải là còn nếu như mà cooperative thì lựa chọn của họ sẽ ở đây. Thế là cả hai cái này, high price và low price, hai cân bằng này ta gọi là cân bằng Nash. Tức là không phải lúc nào cũng có cái dominance, gọi là dominance equilibrium, cân bằng áp đảo. Mà nó chỉ có thể thị trường ấy, và người ta chứng minh là với game theory nó luôn chứng minh được rằng là thị trường sẽ luôn đạt được đến một cái trạng thái mà luôn luôn có cái điểm, và lúc đó tất cả những người chơi không có bất kỳ cái động thái gì thêm nữa, bởi vì là họ thấy rằng bất kỳ một cái bước đi nào của họ ấy, thì đều là tổn hại cái lợi ích của họ. Đấy. Ví dụ như tại sao đây nó là cân bằng Nash, bởi vì nếu như hai ông đã đặt mức low price rồi, bây giờ các ông không nào có incentive để thay đổi cả. Vì nếu bây giờ mà một ông mà gì, ông mà thay đổi mà ông tăng giá lên thì ông tự nhiên trở thành gì, ông trở thành cái bên mà chỉ còn lợi ích thì còn một này thôi, đúng không, 100 này thôi. Thế nên là ở trạng thái này là cả hai bên không còn có cái tương hợp trạng thái tương đối là stable ấy, và họ không còn có cái incentive để có thêm bất kỳ cái mức nào nữa, thì lúc đấy là thị trường đạt được cái trạng thái gọi là cân bằng Nash. Thế thì cái tình hạ cái gọi là prisoner dilemma thì nó là cái very famous case study and it can be applied in the case of oligopoly and many transactions not only among competitors but among two parties in a transaction. This kind of pitched chaos games. Đây là người ta lấy một cái ví dụ về về hai mấy cái công ty mà họ gọi là cung cấp những cái kem chống nắng rồi đấy các thứ liên quan đến việc tăng giá hoặc giảm giá thôi. Đấy nhưng mà mình cũng thấy là cái real life example đây nó là locations of gas stations. Đấy, mình sẽ thấy một cái hiện tượng rất là thực tế là các cái doanh nghiệp ấy khi mà họ bán cùng loại sản phẩm mình cứ thấy là họ thì xích lại gần nhau. Theo anh chị tại sao họ xích lại gần nhau như vậy? Kiểu là nếu như mà bán này thì người ta cứ tập trung ở giữa con phố chẳng hạn, có mấy cửa hàng cứ đứng cạnh nhau như thế. Thế mình nghĩ như thế tốt hơn hay là họ cách xa nhau thật đúng không? Ở đấy thì có nhiều cách để mình giải thích đúng không? Cái thứ nhất là mình bảo buôn có bạn bán có phường. Tức là tại sao lại cần phải buôn có bạn bán có phường? Tại sao điều đấy lại tốt hơn? Không hẳn, họ bán cho khác họ vẫn bán ra đấy. Mình thử nghĩ xem tại sao lại thành một số cái thực chất có rất nhiều. Thực ra lý thuyết kinh tế nó có nhiều nhưng mà mình thử nghĩ xem là tại sao mà họ lại ví dụ thành những cái con phố, những con phố ẩm thực hay là con phố quần áo hay là con phố này con kia. Thế sao mình bảo là sao người ta tách nhau ra là người này bán chỗ này người kia bán chỗ kia, chỗ nào chẳng có người cần mua quần áo, chỗ nào chẳng có người cần ẩm thực đúng không?
hiệu quả bán của một loại sản phẩm. Chính là cái game ở đây là game giữa hai cửa hàng này, đúng không? Tức là ví dụ như mình thấy là một cái con phố có thể có hai cửa hàng. Thế về lý thuyết mình nói là hai cửa hàng đấy thì cứ cho là cái số lượng khách ở trên cả con phố đấy là giải đều, đúng không? Thế như vậy là hai anh mà chia sẻ với nhau thì mỗi anh sẽ là 50-50, đúng không? Như vậy là ở giữa thế này thì mình sẽ chia ra một nửa bên này thì anh kia đứng ở giữa, tức là mỗi anh sẽ đứng về 1/4 từ đầu hoặc cuối con phố. Và hai anh sẽ cách nhau 50, tức cách nhau 50 mét, đúng không? Giả sử con phố là 100 mét thì hai anh sẽ đứng ở vị trí là 25 mét, đúng không? Và như thế là có vẻ như xã hội là tất cả đều được lợi. Bởi vì nếu mà mình là người mua hàng thì mình sẽ đi đến cái con phố với cái khoảng cách là gần nhất, đúng không? Kể cả mình là ở người giữa phố, về xa nhất thì cũng chỉ cách có 25 mét thôi. Nhưng mà họ lại không làm thế. Bởi vì là họ gì? Họ cân nhắc chiến lược đối thủ cạnh tranh và cái dominance của họ ấy, đó là làm sao mà tính tiến ra giữa con phố, đúng không? Bởi vì là họ sẽ thấy rằng là nếu như mà họ tiến ra giữa con phố mà người kia không tiến ra thì tự nhiên thị phần của họ có thêm khoảng 25% nữa, họ có cơ hội tiếp cận thêm 25% khách hàng. Thế nhưng mà anh kia thì anh cũng nghĩ là anh kia người ta cũng không như mình, đúng không? Mình cũng không như thế. Thế nên mình cũng không thể đứng ở đây để anh kia có cơ hội 75% được, đúng không? Hoặc là sao? Hoặc không 75% thì 25% lại phải cạnh tranh với nhau quyết liệt. Tức là mình là 25% chắc chắn và 25% cạnh tranh. Còn anh kia ra giữa phố thì anh 50% chắc chắn và 25% cạnh tranh. Cái nào tốt hơn, đúng không? Thế nên là mình cũng không như người ta. Và thế là mình cũng phải gì ra giữa phố. Và vì vậy mà hai anh gì đấy đứng ở giữa phố và hai anh đứng cạnh nhau. Còn người bị thiệt hại đây là ai? Là một số khách hàng. Đáng nhẽ là họ ở đầu phố hoặc cuối phố, trước đây họ chỉ cần đi 25 mét là đến cửa hàng, bây giờ họ phải đi gì 50 mét. Xét về xã hội thì đấy là gì? Thiệt hại. Nhưng mà với bố cục của hai anh đấy, cục diện của hai anh đấy thì đấy là lựa chọn tốt nhất của anh ấy, nên là đứng ở giữa phố là dominant strategy của anh ấy và anh sẽ không bị bất lợi dù anh kia có chọn phương án nào. Thế nên họ sẽ tập trung vào một chỗ. Thế đấy, đấy là khía cạnh của game theory. Đúng rồi, ở đây giá là bao nhiêu là như nhau, nhưng số người sẽ tiếp cận đến cái cửa hàng đấy. À, cái bài vừa rồi thì là số người tiếp cận đến cửa hàng. Đúng rồi, nó còn liên quan đến cái số người tiếp cận đến cửa hàng. Tức là bây giờ khách hàng bao nhiêu giải đều, đúng không? Như vậy anh càng ra giữa phố thì cái nửa bên này là của anh được còn gì, đúng không ạ? Và 20%, 25% khách hàng lân cận ở góc này thì cũng có thể đến cửa hàng đấy. Như vậy là anh tự nhiên anh tăng lên rồi. Thế trong khi anh kia đứng ở phía bên kia thì anh ta chỉ gần 50% khách hàng thôi, còn anh giờ khu vực lân cận của anh sẽ là 75% khách hàng. Thế nên là anh mới nên lên đây mới là dominance của anh ấy. Là mức giá chung. Đây cũng là một người đã có trải nghiệm failure trong game series. Đấy là do thị trường. Không, đây là do anh ấy lựa chọn. Vấn đề là như thế này, cái sóng vẹn 26 ấy thì nó chính là một cái match equilibrium, tức là đúng ra mọi người không có động lực để thay đổi giá. Thế nhưng anh ấy lại tự nhiên anh lại thay đổi giá, anh ấy tăng giá lên thì anh ấy sẽ về cái ô này. Cái ô này này, cái ô đây này, ô này này. Tức
tức là anh sẽ về cái chỗ 100 này để cho người khác bỗ người ta 600. Ừ thì thế thì đây thì họ mới thành 600 này. Đấy thì họ thành 600 còn anh là về 100 này. Nhưng không thể liên kết với người ta để đẩy giá lên được bởi vì người ta đã cái giá như thế là rất nhiều. Ừ thì chính thế. Tức là đáng nhẽ anh phải hiểu rằng là gì đã. Anh như vậy thì anh này nói là hai ông kia mà bắt tay ở cái 100 kia. Nếu mà hai ông bỏ cạnh nhau. Nếu mà bắt tay được tức là em phải kỳ vọng được rằng là bắt tay được và cùng nhau lên 32. Thực ra là giống như là nhưng mà khi mà người ta chưa đạt được thỏa thuận thì cái dominance của ta luôn luôn là cái low price. Nếu em là tạo ra cái thị trường mà bản chất là gì, nhìn thì người ta tưởng cạnh tranh, thực ra nó không cạnh tranh. Đúng rồi, chính thế. Không mặt hàng A và không mặt hàng B ở cạnh nhau nhưng tưởng là cạnh tranh nhưng mà hai ông là liên kết với nhau. Hoặc là thậm chí hai ông còn liên kết với nhau ở góc độ vậy còn cao cận đẳng cấp hơn, đó là gì nhỉ? Ông này sẵn sàng là từ trở thành là gì, người không là người thiện đi tí không có xanh ở đấy sự diện như thế à. Tức là có khi hai ông để cho người khách hàng người ta có so sánh và cái quyết định người ta nhanh hơn thôi. Ví dụ như mình đi vào mua nước, em bán một cốc thì cái này mình bên đây nhiều cứ cho 500 ml đi, 400 ml thì 30k, 500 ml 40k, bạn lấy cái nào? Đương nhiên là 500 rồi, mình thông minh. Đúng không? Kể cả có không uống hết nhưng đa số thì cũng vẫn sẽ lấy 500. Tại vì tự nhiên mình thấy là có mỗi thêm 10.000 và lại tăng thêm được nhiều kiểu như vậy. Thế thì cái thực ra người ta đâu có bán 400. Người ta chỉ đưa ra để làm công cụ bán hàng thôi. Thế nên một anh sang cũng là chỉ kiểu chim mồi, đúng không? Tức là con xanh thôi. Thế nếu mà họ liên kết với nhau lúc đấy, nhưng mà vì là các ông này lại không gì, chả cooperative gì cả, vậy non cooperative. Thế nhưng mà có khi người ta lại cho mình cái gì asymmetric information, tức là người ta sẽ không lên 32 đâu, nhưng mà thông tin mình tiếp cận lại là nó sắp lên 32 rồi đấy chẳng hạn. Thế là mình lên, còn lại họ ở mức 26, đối thủ cạnh tranh của anh ấy, đúng không? Thế thì đấy nó là một dạng lên. Thế còn nếu cùng hợp tác với nhau thì người tiêu dùng sẽ có lợi. Tất nhiên lại phải nói luôn là thực tế mình lại có cái giả định là các cái điều kiện khác là mình không đủ. Chứ còn có trường hợp trong thực tế mình sẽ có là gì, thậm chí anh bán 32 nhưng thậm chí anh bán 42, có khi anh lại tăng lượng khách. Nhưng cái đó thì lúc đấy cái sản phẩm của anh lại là differentiated rồi, chứ không còn standardized với họ nữa, đúng không? Lúc đấy anh phải lấy tour của anh là có cái điểm gì đấy khác biệt. Đấy thì tour của anh lại là phải là một cái đặc biệt, và lúc đấy anh lại dựa trên cũng có thể oligopoly nhưng dựa trên cái differentiated rồi, giống như người bán vé hàng không giá rẻ và người bán vé hàng không này đi 22 kg, sách tại bao nhiêu kg nhỉ, 20 kg, có phải khác với 7 kg chứ, lại đây lại còn cân, lại còn so kè từng hạng một, ở nhà cân một đằng ra đến sân bay cân kiểu gì nó lại bị gì tăng lên, đúng không? Thế nên nếu như mà anh mà có đủ khác biệt thì anh lại xét là bằng giá khác. Còn đây đây khi cùng một sản phẩm thì cái cuộc chơi nó sẽ là như thế nào? Đấy, các bạn sẽ em. Thì mình có thể nếu ví dụ mình đã lên 32 rồi, bây giờ mình lên 32 xong mình giảm xuống, nếu như khách hàng của mình mà họ để ý họ thấy là với vòng quá giá cả lung tung quá, thì lúc đấy mình lại phải làm sao lại thêm giá trị gia tăng vào trong cái tour của mình thôi, để mà mình giữ được cái mức giá đấy. Thì mình nghĩ đấy là những cái câu chuyện rất là thực tế, và các mọi người đều có trải nghiệm. Có, chính là cái angel person game ấy. Thì lúc đấy cái việc mà lựa chọn chiến lược nó sẽ theo ma trận, tức là nó sẽ ma trận theo kiểu là max min và min max. Tức là bây giờ mình bảo là những cái điểm như này thì làm sao mà tìm được cái điểm cân bằng, đúng không? Tìm được điểm cân bằng thì đầu tiên ấy mình sẽ tìm là gì, mình sẽ mình sẽ chọn là cột trước và hàng sau, tức là mình lấy những cái ở trên cùng một cột này, hàng trước
à, có cột trước ở hàng hàng cột trước hàng sau, ví dụ như là với anh này ở trên cột này của anh này, cột là cái anh phía trước nhá, anh bên trái này, anh A này thì mình sẽ lấy theo cột, còn anh B này thì mình sẽ lấy theo hàng. Tức là để bây giờ mình chọn xem là hai anh này cái chiến lược cái cân bằng Nash, cái cân bằng có thể có được ở đâu nhá, thì mình cột là mình sẽ lấy cho anh A và hàng mình lấy cho anh B. Ví dụ như cho trên cái cột dọc này đúng không, thì hai cái ở cột cho anh A này, lựa chọn của anh A thì sẽ là lựa chọn của anh B trước sẽ là 400 và 600, thì mình khoanh vào cái nào mang lại lợi ích hơn mình khoanh vào đây. Đấy, trên cái cột này thì của anh sẽ là 200, như vậy 600 và 200 là với anh B là sẽ khoanh vào đây. Tiếp đến với anh A thì mình sẽ lấy theo hàng, thì hàng này của anh ấy chỗ này là 400 với 600 thì anh ấy sẽ là 600 đúng không, và cái hàng tiếp theo ở trên này của anh ấy sẽ là 200, và mình sẽ thấy là sẽ có cái ô 200 và 200 này sẽ là cái ô mà cả hai vừa khoanh vào cả hai anh đều chọn, và đấy chính là cái cân bằng ở trên thị trường. Đấy, tức là thế thì anh cái câu hỏi của anh là nếu như mà có anh đồng người chơi thì người ta sẽ chia ra là ví dụ cột này là anh là AEG và anh kia sẽ là BEG, thế thì anh sẽ chọn theo một, anh sẽ chọn theo là max min, tức là anh sẽ chọn tất cả những cái min và cho đấy anh đến max ở chỗ ở những cái min đó. Thế còn anh kia là min max, tức là anh sẽ chọn tất cả những cái mang lại giá trị cao nhất, thế xong anh lại chọn cái nhỏ nhất trong những cái cao nhất. Đấy, thêm vào đâu thì nó sẽ là cái cân bằng thị trường. Cô ơi, khi mà thị trường cân bằng mà đã cân bằng rồi, tức là bây giờ có hai người chơi mà họ đều sách khá là lâu như vậy, thì khi có một người chơi thứ ba thì người chơi thứ ba sẽ phản ứng như thế nào? Người chơi thứ ba, thế thì người chơi thứ ba người ta gia nhập vào thị trường thì đấy là cái bài toán lúc đấy là họ sẽ gia nhập vào, và họ lúc đấy thì cái chơi này nó sẽ không phải là hai người chơi nữa, nó sẽ thêm một cái người chơi nữa vào đây. Thì mình đấy thì mình lại giải theo kiểu là ma trận như vừa mình nói đấy, lại tính max min vì mỗi người, thế xong rồi lúc đấy nó sẽ mở rộng ra là chẳng hạn như cái bài toán này là hai anh chỉ có hai cái ong chơi chip option thôi, nhưng nếu trường hợp các anh có ba ong chơi chip option thì như thế nào? Cái đó thì thực ra nó cũng không chắc. Tức là nếu như trong bài toán này thì mình nghĩ rằng là như thế. Bởi vì là cuối cùng tất cả bọn họ đều có cái dominant strategy của họ là low price. Thì họ sẽ xét đến một cái mức mà thấp mà để cả ba tất cả đều được lợi. Tức là nó là cái chiến lược mà gọi là dominant strategy của họ. Thế nhưng mà về bản chất mà nói là nếu như trên thực tế mà càng nhiều người chơi thì giá có càng thấp hơn không? Người ta nếu như người ta cạnh tranh với nhau mà về giá, hoặc nếu như có lúc đấy mình đến đặt câu hỏi là cái quy mô thị trường như thế nào, đúng không? Nếu mà có thêm một người chơi mà người ta vào mới và người ta coi như là người ta mới, người ta chấp nhận đến mức giá thị trường đã được set up ở thị trường, đúng không? Mà cái thị phần của người ta cũng vẫn đảm bảo, thì có thể người ta cũng không có cái động lực để người ta giảm giá nữa. Còn nếu mà trường hợp mà đấy là cạnh tranh về giá thì người ta lại càng thấy giảm giá, thì lúc đấy nó theo đuổi cuộc tranh cạnh tranh về giá rồi. Cái này có khi hỏi như là anh Đức này, có khi anh nắm rõ mà. Nếu có thêm một người chơi thứ ba thì giá thì không, với anh chị chẳng khó đâu. Ví dụ như này, hai anh này chơi game này và cuối cùng hai anh ấy đặt vào cái cân bằng là cả hai anh đều sẽ đang ở mức giá thấp. Thì nếu bây giờ mà có thêm một anh nữa vào thị trường thì liệu có làm cho mức giá trên thị trường xuống thấp hơn không? Thế thì lúc đấy mình giải thích như thế nào? Hiện tại, họ sẽ tăng, 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 họ
Thực ra thì nếu như này để trả lời cho cái câu hỏi đấy, nếu mà trong một bài tập thì mình cũng tùy vào thông tin. Trong lý thuyết mình tùy vào thông tin, tức là những cái payoff ở đây sẽ là bao nhiêu, đúng không? Nhưng còn trong thực tế thì đúng là cái câu ba phải, nhưng tùy thực tế cũng tùy thuộc vào thông tin. Lúc đấy thông tin như mình nói, thứ nhất là quy mô thị trường. Là một anh vào, ví dụ bây giờ vẫn còn nhiều thị trường, nó vẫn còn nhiều room ấy, thì nếu như một anh vào có thể nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình, thì có thể vẫn giá nó vẫn như vậy. Thế nhưng khi mà cái thị trường nó gần như là đã full rồi, đúng không? Như vậy là cái trò chơi ở đây sẽ là sum zero, tức là trò chơi đối kháng, là anh mà có lên được bao nhiêu ấy, anh tăng lên được bao nhiêu thì tôi bị mất bấy nhiêu. Thế đấy là cái lựa chọn của trò chơi đối kháng. Thế nên là cái trò chơi đối kháng ấy, mình có cái payoff có thể là thậm chí là dấu âm, bởi vì anh này được bao nhiêu thì anh kia mất bấy nhiêu, và thường ví dụ 1 - 1, anh này được 1 thì anh kia bị mất 1. Thế thì lúc đấy nếu mà vào cái tình trạng đối kháng như thế thì cái quyết định của người ta sẽ là làm thế nào, người ta chọn một cái ô nào ấy mà cái anh kia ấy là cái thiệt hại của anh là nhiều nhất. Thế là đồng nghĩa với việc là cái lợi ích của mình là lớn nhất. Thế thì lúc đấy có thể nếu cạnh tranh về giá mà được ấy, thì người ta sẽ giảm giá. Còn như công ty của em là những người ở lại mà muốn giữ giá thì lại phải chứng minh rằng là thực ra hai thứ đấy không giống nhau. Đấy thì lại phải khác biệt. Thì lại cũng giống như trường hợp của công ty du lịch của bạn, lại phải chứng minh rằng là cái mức giá 32 này là xứng đáng. Đúng rồi, thì mình phải ép thêm giá trị. Hoặc là tăng thêm công lương. Đấy. Rồi thì mình lại phải chứng minh là mình khác biệt. Đấy, còn lại thì nhưng xong lại phải thêm thông tin nữa, là nắm bắt thông tin về anh kia, là anh ấy mới vào nhưng mà tiềm lực của anh như thế nào. Thế có thể cứ để cho anh giảm giá đi, nhưng anh giảm giá thì anh đến lúc anh không chịu được thì anh lại phải rút khỏi thị trường, đúng không? Thì lúc đấy mình vẫn giữ được cái mức bằng giá mới. À đấy, chỉ thế nên vấn đề này cũng là thông tin, đúng không? Thành ra là nghề bán thông tin là cái nghề mà cũng có tỷ suất lợi nhuận cao, đúng không? Thế bây giờ đỡ rồi, nhưng mà trước ấy mình thấy cũng là một cái xu hướng, là có thể trong những cái giao tiếp xã hội bình thường đấy thôi, có một số người mình thấy là họ rất hay thể hiện rằng là gì, tôi có cái mối quan hệ với cơ quan này, với lãnh đạo kia, với người làm chính sách, người làm cái này, người làm cái kia, và cái điều đó làm tự nhiên họ cảm thấy rất là uy tín, đúng không? Và rõ ràng là cái mà họ có đôi lúc sẽ là thông tin nhiều hơn. Cái thông tin như ngày trước mình thấy là thông tin về một dự án ấy, hay là gì đấy là rất là quan trọng, nhưng bây giờ người ta sẽ dè chừng hơn rồi, vì những cái thông tin bây giờ cứ cẩn thận là họ đánh dấu nhỉ, tuyệt bằng. Đấy, thế nghĩa là nếu mà không may mà anh mà tiết lộ cái đấy ra thì là anh vi phạm pháp luật, nên người ta cẩn thận hơn, đúng không? Bây giờ thực ra bây giờ hay đóng dấu tuyệt mật lắm, nên mình mới thấy rằng với lại thêm nữa là bây giờ người ta cũng đôi khi một số trường hợp là hơi ngại để khoe, ví dụ như là khoe là mình rất là khoe móc mũi nước chung chẳng hạn, xong ngày mai lại thấy bác ở một đâu đó và mình cũng không muốn là hình ảnh của mình lại gắn với nơi ở đâu đó đấy. Như vậy thì nó đỡ hơn, bây giờ đỡ hơn rồi, nhưng mà mình cứ để ý xem, tức là cái xu hướng giao tiếp xã hội nhé. Nhưng đây là mình ngồi thỉnh thoảng nghe một số bạn ngồi oải lắm ấy, nghĩa là ngồi tranh thủ nào là khoe này biết chỗ kia, xong rồi đấy thế này kia. Đấy, bây giờ đỡ hơn rồi. Đấy, thì cái quay trở lại cái câu chuyện là thực sự là nếu mà mình học và mình bảo rằng là theo môn này hay theo môn kia để mình có quyết định ấy, thì mình nghĩ cái đấy nó là không đủ. Thế nhưng mà bảo rằng là có căn cứ không thì nói là nó có căn cứ. Thế và mình xem xét với cả cái tình huống hiện tại nữa, nên là để mình có thêm có về mặt không phát lợi thôi. Thế thì hoàn toàn bây giờ có thể lên theory trong cái bài tập ấy, hoàn toàn có thể lấy cái trường hợp của công ty của em để đưa vào bài tập tình huống trong cái bài group work của sang mình có thêm. Thì sẽ làm chút nhỉ?